Xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay em quay một cái clip ở vườn nhà, giới thiệu cho cô chú anh chị xem một số cây bonsai mini nhỏ nhỏ để giao lưu cùng cô chú. Nếu có yêu thích thì xin mời ủng hộ cho em. Số điện thoại là 0949 59 29 29. Thì gồm có số cây mai chiếu thủy, rồi kim quýt, phong trang. Rồi đây sang cũng nhờ em sang hỗ trợ. Chào em Sang ơi. Dạ, con xin gửi lời kính chào và kính chúc sức khỏe quý cô chú anh chị. Thì con cũng phụ tiếp anh Khánh đo một số cây để báo với quý ông chú anh chị tham khảo cũng như là giá cả, anh Khánh nhờ con hỗ trợ giúp tại vì cũng có một mình nè. Dạ. Rồi. Rồi đầu tiên luôn cô chú ơi là một cây cây mai chiếu thủy mai da chiếu trắng. thủy da trắng. Dạ, có bông này, Cái bông. này là mình chơi theo cái form mà gió lùa cô chú. Dạ. Đó, lùa qua một bên nè. Đó. Nguyên cái cây lớn mà đó người ta ấy cái mặt cắt nè, sành nè, cắt lâu đó. Này thì vô dây lịnh hình lại là gì, ra gió lùa đúng luôn, thì có Đó. sơ sơ nhưng mà nó chưa có chuẩn lắm. Cái này vô cũng hai ba nước rồi. Rồi bông thì đang rổ luôn, da trắng cô chú. Dạ. Cao lên nó được là 46. Rồi Cái tàn ngang tính từ chiều bay bên đây đi qua là 60. Được 60 ha. Dạ. Cái cốt này cũng khá bự luôn cô chú ơi. Còn đôi ngay trên Được nhiêu em? 33. Rồi ngay vị trí này là Dạ. 33 cô chú. Rồi. Xích Xích xuống chút dưới thì xíu nó nữa. bự lắm. Cái cổ ha, cổ này nó lớn. Cái này là hoành cổ đế nè. Rồi ngay cổ đế là nhiêu em? 44. Rồi 44 luôn cô chú Dạ. ơi. Rồi em mua cho anh dụng dụng. Mấy cái này bị sam cô chú, bị lũa. Này về mình nạo ra xong rồi mình chét keo vô. Chiếu thủy thì dễ xử lý lắm quý cô Nói chú ơi. chung nó có đế chừng đế Dạ. nhiều lắm, đế màu ở đây nè. Cây đang nằm trong chậu lọt lòng 40. Rồi. Dạ. Rồi Đó. cây mai đầu tiên, cây mai chiếu thủy em xin giao lưu giá là 1,5 triệu, bao Đó. ship toàn quốc luôn, không chậu cô chú ơi. Cái này về cô chú thay chậu đẹp lại xử lý luôn, vô dây lại chơi luôn. Đó, gió lùa. Đây, nhìn cái ở ngoài đây. Rồi, giá là 1,5 triệu. Cây số 1 quý cô chú. Số 1. Và tiếp theo cây số 2 là một cây kim quýt. Đây, cây kim quýt. Sửa cây gọi là cây thành phẩm quý cô chú. Không dây. Đó. Cây này ra trái ra bông nên hết sảy luôn, đang mang trái luôn, lai gai quý cô chú ơi. Trái thì rất là nhiều. Đây. Đó. Có trái có bông, đang có bông nhiều của tôi, trái non nhỏ 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 nhiều. Đây, trước mắt là anh Khánh gọi cái tàn cho cô chú xem. Đó. Cái Đó. dàn xương tàn nó vậy đó. Nói chung là cây chơi được rồi. Dàn. Trái nhóc Đó. chưa? Cũng nuôi lâu rồi cô chú ơi. Kim quýt mình tới cây bay lớn là lâu lắm rồi. Đó. Cái này con mua giùm một ông bác. Cho nên là về giao lưu cùng cô chú Cao lên là 50 giá rẻ luôn. từ mặt chậu, Rồi cao 50. tán ngang nó là 65. Dạ. Tàn ngang 65 khá lớn cô chú. Đây tàn mạnh hết trơn. Cái hoành thân con đo ngay vị trí này nó là được là 16. 16 ha. Dạ. Rồi 16. Đây. Rồi. Đế thì quái nha cô chú. Cái Đế này cái đế bề quái. bề ngang của cái đế là 26 bít cái chậu luôn đó. Rồi em quay cho coi cái lũa À, cái lỗ ở chỗ này. ở trên này nó bị Đây. lũa cô chú ơi, cái nào báo rõ đó. Nhưng mà nó kim quýt ha, nuôi lâu lũa thì về này chịu khó mình thay keo Dạ. lại chứ cây thì khỏe. Cái phần Đế 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 thì thì nguyên quái si. Đó. đó, trong cái chậu tàu luôn. Đế nó nằm như cái con gì vậy đó, Đó. có đủ hết. Cây Rồi kim quýt mã số 2 giá nhiêu báo cô chú luôn anh Khánh ơi. rồi giá là 1,5 triệu luôn cô chú Dạ. ơi, bao ship toàn quốc luôn, cả chậu luôn cô chú. Này chậu tàu. Thì cô chú anh chị cũng thông cảm cho tụi con là cây này đóng khung đóng kiện thì cái phí cước nó Rồi rất là cao. Nên quý cô chú anh chị có gì xem tham khảo có gì bỏ qua giúp con. dạ, nếu gần hơn thì cứ gọi con ha, có giảm bớt. Đó. Rồi đổi luôn em ơi. Rồi cây số 3 cũng là một cây kim quýt luôn cô chú ơi.
Cây này là dạng cây bài à. Nuôi lâu lắm mà. Ông bác này ông nuôi lâu lắm mà. Rồi cây này cũng báo giá luôn, cũng chịu gửi luôn à. Cây này mình rút chi lại mình nuôi vàng xương dạ. Cho nó mịn nha. Cây cây định hình rồi. Con ít à. Bán cây loại này nhưng mà mua của ông bác này cho nên là thôi bán như bán giùm. Dạ, đó. Đó. Rồi, cây rất là đẹp cô chú, ở ngoài nhìn lắc rất là đẹp luôn. 1,5 triệu. Tay cành mà kim quýt mà nuôi mà được cái tay bị lớn là lâu lắm. Ở bên này có mặt cắt nè. Nhưng mà mặt cắt này lâu lắm rồi. Dạ. Cao lên được là 45. Rồi. Tán ngang nó được là 55. Đúng trực lắc luôn đó. Cái hoành à. Thân con xin đo khớp trên này trước là 20. 20. Dạ. Rồi. Cái khớp sát cổ đế luôn nè. Đó là 27. 27. Dạ. Đế là có luôn nha cô chú, đế đều. Đó. Cây thì mặt cắt này người ta cắt từ hồi đó. Về con không làm gì lại hết ha. Những cái mặt cắt này đã liếp kéo và cái chỗ này nó bị sam chứ không có một cái quý của chú. Đây. Sam luôn rồi. Cứ sam quá đá. Còn cây thì nó đang ra chồi, cây sống khỏe. Dạ. Chồi búp 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 đều hết. Bao sống cho cô chú luôn. Nếu dạ. có vấn đề gì thì cứ gọi con. Cây kim quýt mã số 3, giá một Khánh báo là giá 1,5 triệu. Rồi, dạ. Cây trực lắc khá đẹp. Đúng chi tay cô chú. Đó, cành 1, cành 2. Cành phong cái ngọn chỉ có 4 ấy thôi. Cây này có chậu không Khánh ơi? Cây này chắc không chậu cô chú ơi. Về mình thay chậu rồi mình vô chậu đẹp luôn cô chú ơi. Rồi 1,5 triệu cây số 3. Rồi số 4 là mình có cây cần thăng. Cần thăng. Ờ cần thăng. Cái đế nó cũng khá quái cô chú này. Sở dĩ bỏ chậu luôn cho cô chú thấy nè. Rễ thì bao la luôn. Này bao sống luôn. Đó. Rồi cây này một cây cần thăng dáng như là siêu siêu vậy đó. Đó nó có tay cành ở trên này chứ. Thực là cây này mình để em để đứng nhìn lại lại là nó thành một cái cây trực đổ rất là đẹp rồi. Đó. Đó. Cây này nó có mình cái mặt cắt ở đây nhưng mà đang kéo rồi. Và cắt này sao mình về làm lại như cái chút. Rồi. Xăm cứng chẹo đang kéo mạnh. Rồi. Cây cao lên được là 57. Cái ngang đây có một chút xíu à. Ngang đây là 27. Rồi. Cái hoành thân con đo vị trí trên đây nó là 17. Rồi 17. Dạ. Cái hoành chỗ cái eo này là hoành cổ đế là 30. Rồi 30. Dạ. Sát dưới đây luôn nha. Nó cũng lắc coi chú. Còn để con xích lên chút xíu. Xích lên chút xíu nó nằm 27. Dạ. Rồi. Rồi. Rồi cái này thì giao lưu giá là 800k của chú ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Đó, về mình làm lại ha. Tay dạ. canh nó có chưa nè. Đó. Là 800k, dạ. bao ship toàn quốc luôn. Rồi, đổi luôn em ơi. Tiếp theo là mã số 5. Số 5, một cây lộc vừng. Lộc vừng lá nhỏ. Lộc vừng quái nha cô chú. Dạ. Rất quái luôn. Đó. Thì mới vô dây hôm qua luôn. Này là đó. Dạng cho nó đổ nè. Đây cái góc quái cô chú nhìn nè. Đó. Sắn như cái lò xo vậy đó. Đó. Rễ thì nó nằm đầy ở dưới này chứ. Chậu này là chậu tàu của chú ơi. Rồi, cô chú kia yêu thích thì cứ liên hệ với anh Khánh chủ kênh, thì số điện thoại anh Khánh cũng có để trên màn hình cũng như tiêu đề anh Khánh đã giới thiệu rồi đó quý cô chú. Dạ. Đó, cây cần thăng dáng quái. Cái này cái không biết đo vườn. Chiều cao sao đây. Cái lọc cao vườn. Từ cái mặt chậu lên cái này đi em ơi. Cao nhất 16. Rồi 16. Cái ngang nó tính từ đây. Nó là 40. Rồi 40. Dạ. Cái hoành thân con đo ngay cổ trên đây. Hoành thân ngay chỗ mà một thân á cô chú. 13. Rồi được 13 thôi. Cái chỗ này. Cái eo này hai cục này nó nhiêu. Hai cục này nó là 18. Rồi. Dạ. Còn cái đế thì nó ra hết cái chậu. Cái chậu lọt lòng của nó là
24. Dạ. Rồi cái này quái cô chú. Đó. Mình về mình muốn chơi ác hơn nữa mình đổ cấp xuống luôn. Rồi cái này là giá 1,8 triệu cô chú. Bao ship toàn quốc luôn, cả chậu luôn, tại vì cái chậu hơi mắc tiền á. Còn nếu mà không lấy chậu thì cũng bớt lại. Rồi giá 1,8 triệu. Cây lộc vườn toàn quốc luôn. Mã số 5 quái. Mấy này chơi không gian nhỏ nhỏ để nhìn rất là khác biệt của chú ơi. Rồi mã số 6 nha quý cô chú. Cây mã số 6 là một cây cũng là mai chú thủy da trắng. Dạ. Cây này sữa phong trực lắc. Rồi nó có tài sẵn hết trơn cô chú ơi. Về con thấy nó lồm xồm quá, rút lại nè. Cắt trừ heo thôi, về mình làm lại ha. Chú thủy là thương cái chỗ nét bông này nó rất là đẹp luôn quý cô chú. Đấy. Mình để mình ra mình ngắm nó thơ thơ mộng sao. Rồi ông bác này ông bỏ, ông bệnh, bỏ hơi lâu cho nên là cây nó cũng không có được ấy lắm. Cái về chỗ mình này, làm lại thôi cô chú. Cái chỗ này sam cứng chứ không phải sam mềm. Cái này cô chú là về giót. Giót theo cái này nè, giót lên tới đây rồi tha keo lại là mai mốt mấy cái này nó biết. Cái sẹo của chi này nó kéo tới đây nè quý cô chú. Nó kéo mạnh lắm. Mình kéo đây mình lấy cái chi này mình nuôi sẹo đi. Nó ra đúng theo cái ấy luôn đó. Đó. Ở dưới này giống như có cục bú vậy. Dạ. Yeah. Mặt đây nè quý cô chú nhìn rõ hơn. Đó. Đó. À nguyên một cục bú. Nguyên một cái cục bú luôn nè. Cái này hình như là mặt cắt ở đó thì nó kéo lên hết trơn. Cây này chứng tỏ là già lắm. Bú này khá lớn cô chú ơi. Cao 36 quý cô chú ơi. Tán ngang nó được là 50. Rồi. Cái hoành thân con xin đo ngay vị trí này là 35. Rồi 35. Dạ. Cái hoành rồi xác đó đi. Xác cổ đế. Rồi cứ báo đi. 39. 39 ha. Dạ. Rồi cho cái đế luôn đi. Cái đế này thấy nó cũng kỳ dị lắm cô chú. Cái hoành đế ha. Cái hoành đế được là 80. Rồi 80. Nó cũng rồi. Có sỏm cao lên chút xíu là khoảng 9. Rồi. Dạ. Đó, cái đế nó quái lắm cô chú. Nói chung cây cũng sạch cây á. Rồi. Đặc biệt có cái cục bú bự. Đây. Đó. Bàn tay mình lốp vô nè. Rồi, cái mai chiếu thủy mã số 6 này báo giá cho cô chú anh chị tham khảo luôn thấy. Cái này con giao lưu giá là 1,8 triệu cô chú ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Không chậu nha. Nãy rút chậu ra cái này về mình xử lý cây xong mình trồng lại luôn cô chú ơi, bao sống. Chiếu thủy này có dễ sống luôn ha. Chú đây, ngọn nuôi rất lâu luôn cô chú thấy nè. Nó kéo từ cái ngọn mà kéo xuống tới đây nè. Này mình chỉ dần giót nhẹ theo cái này thôi. Giót nhẹ theo cái này tha keo lại thôi. Giót cái này bỏ luôn. Giót này lên luôn. Đó. Giờ giá là 1,8 triệu ha. Bao ship toàn quốc luôn. Giờ rồi. Tiếp theo là cây số số 7. Số 7 ha. Dạ. Cây trang đỏ lá nhỏ. Đỏ cái lá này nhỏ. Là dạng phôi bonsai. Phôi bonsai cụm rừng của chú dạ. À. Nó gồm có 5-6 thân. 2, 4, 5, 6 thân. Nhưng mà cái đế nó thì khỏi chơi cô chú ơi. Này cũng lấp bớt rồi đó. Tại mình trồng á. Đó, có phần nổi thôi. Tại vì không mua xuống chi đâu. Phần nổi thôi cô chú thấy nè. Cái này là đế là bao đẹp. Cái này đảm bảo với cô chú luôn. Khó tách rời lắm quý cô chú ơi. Cái này là nguyên cụm ha. Dạ. Nó không có rời được. Đây. Đây còn cây thì khỏe đó. Đang khỏe luôn. Mấy tay này còn vô dây được mà con chưa vô, con thả cho có bông. Cao lên được là 40 thôi. Rồi cao 40. Cái bề ngang của nó là 33. Rồi ngang 33. Cái hoành tổng cộng. Được hoành tổng cộng được là 60. Rồi tổng cộng 60 của chú. Cái thằng lớn đại diện là cái thằng không thấy. Rồi, thằng bên đây nè. Đó. Rồi mình cứ hào hảo cho cô chú tham khảo. 14. 14. Rồi. Có cái thằng bên đây nó hơi bự hơn nhưng mà nó nhỏ. Nó con khúc xíu à. Cái thằng này nè. Thằng đó thì chắc 16, 17 cô chú ơi. Con đo trên đầu cổ luôn đi. Rồi. 15. 15. Dạ. Ở nhưng dưới mà cái thằng lên nó 16, 17. Đó. Đó, cây thì sống khỏe ha. Đây, đây.
Để gì gì gì. Đây cô chú, nè, mấy cái tay nè. Cái này ra cụm gừng ha, rất là dễ chơi. Cái phôi này là đế này là kiếm hơi khó nha quý cô chú. Đó. Trang trang đỏ ha, mà đế như đế mai vậy đó. Nè, nó vậy nè. Đế nó ở dưới này con lấp bớt. Nó chảy nhìn thấy mình thấy nhìn thấy nó rất đều, nó không có gói con mắt của mình nhìn nhé. Đó. Bên đây thì cũng có ha, cộng bự bự luôn. Rồi cái này con xin giao lưu giá là 3,5 triệu ha. Cây trang đỏ mã số 7 nha quý cô chú. Bao ship toàn quốc dạ. Luôn. Gần hơn thì cô chú cứ gọi con ha. Gần hơn thì mình có giảm. Dạ. Và tiếp theo là cây trang đỏ cô chú, mã số 8. Một cây thành phẩm cô chú. Cây này thì mình về chơi thôi. Dạ. Cắt tàn chơi thôi chứ không có dây gì trong này hết trơn. Đặc biệt cái bộ đế thì đây, bộ đế có cái cọng đế bự, muốn bự hơn cái thân luôn. Một điểm đặc biệt nữa là những cái rong cô chú, những cái rong này, rong ở trên này á là khi mình dòi với tay mình á, mình ngửi vô là nó thơm cái mùi xá xị ha, đó là một cái điểm đặc biệt. À mua về là mình chơi liền luôn, có cái hương thơm, lâu lâu cái mình ra mình dòi cây trang nó thơm đáng quý cô chú. Con đảm bảo là thơm cô chú. Tại vì nhiều cây khác cũng có rong nhiều lắm nhưng mà không có đâu. Cây này cũng dạng sưu tầm. À. Thì nó mới xuống bông mà. Và nó ra cái đợt lá mới. Đó, mấy cái đợt mới. Cái đợt bông này thì nó rộ qua rồi chú. Rồi mình cho cái thông số luôn em ơi. Cao nó lên được là 94. Cây thì khá lớn luôn chú. Rồi 94. Tán ngang nó là 110. Rồi tán ngang 1m1. Là chưa tính chậu rồi chú. Dạ. Nếu mà tính chậu luôn là nó tới 1m mấy nâng chiều cao. Cái quỳnh thăng đại diện của nó là 15. 15. Dạ. Em đo ngay cái một cốt của nó. Ngay một cốt là ngay đây đúng không anh? Không, cây thân kia luôn. Thân kia mình cứ thử đo hai. Cái này là cái cụm cái này có ba một cốt mà ba thân nha cô chú. Cổ nó là 35. Rồi ngay vị trí này là 35 ha. Dạ. Đo thử hai cốt này. Cái cổ ngay khớp này là 25. 25. Dạ. Đó, đó. Một cốt ba thân cô chú. Còn cái hoành đế này. Em đo cái đường kính của cái này ra mình thử này. Đường kính cái này là 7 phân. 7 nhân cho 3 là nó ra 21 hoành đó cô chú ơi. Đó, cái đế nè, cộng đế nè. Cái cộng này cũng được bề ngang nó khoảng cỡ 5. Đó, 5 là hoành có 15. Rồi. Đế thì bự nha cô chú, đế lớn. Đế này cộng xuống không? Vô cái chậu này lọt lòng là đúng 51. Dạ. Yeah. Rồi, 51. Đấy. Không còn dây gì hết trơn ha. Đó thằng đó. Đâu em quay rồi cái thằng bên này đó. Nó con thần đưa ra đây. Cây làm cũng lâu lắm rồi chú. Nói chung cây con chơi cũng cây này khá lâu. Rồi, ba thằng nó liền nhau. Tại vì thích cái rong của nó. Đó. Rồi. Cây trang trong chậu xưa chú. Chậu rồng. Chậu rồng. Dạ. Sau mình bán kèm chậu mình quay cái chậu cho cô chú xem. Rồi. Chậu rồng cũng lành nha cô chú ơi. À. Chậu rồng khá lớn, sông long. Rồi cái trang này nhặt tàn rồi là mình chơi thôi. Không rồi. Thân nó già lắm. Cây này cây cũng sưu tầm. Rồi cây trang mã số 8 này mình báo giá luôn Khánh ha. Rồi cây này em xin giao lưu giá là 9 triệu ha. Dạ. Cái này bao ship 200 km nha cô chú ơi. Xa hơn thì gọi cho con chậu luôn anh Khánh, cả chậu luôn. Dạ. Là 9 triệu. Cây này nếu mà mình tính cái công, tại vì đợt trước anh giúp có quay cho anh giúp một cái cây nó lùn hơn cái này, nhưng mà cái chi phí đóng gần cả triệu bạc quý cô chú anh chị có gì thông cảm giúp con. Rồi cây này dạ. Khá lớn, tính chậu luôn, nó ra cao ra tới 1m mấy lần cô chú, bề ngang nó cũng 1m1 rồi. Đóng một cái kiện pallet to. Rồi à. Còn đây là cây số 9 nè. Dạ. Mã số là 9 triệu luôn cô chú ơi.
mừng cô chú anh chị xem clip và ủng hộ cho con. Rồi tiếp theo còn một cái trang cuối cùng để mình đi ra mua quay cho cô chú tham khảo. Đây, đây là đây. Trang số 10. Đó. Nó có cái dáng bye bye của chú ơi. Đó, nó gồm có hai thân. Ờ được em ơi. Cô chú nằm hai thân vậy nè. Thì cô chú anh chị thông cảm giúp con, tại vì ở đây có hai anh em tụi con à. Rồi người quay, người đo nên quý cô chú cái này hơi nặng quá. Cái này con lớn, ấy quá. Cái chậu lớn. Dạ. Có hai thằng nó bay ra xong nó đổ xuống rồi nguyên cái tàn vậy. Đây. Cây lớn nha. Chiều ngang nó chắc khoảng 1,5 m á. Đây. Để đo cho mình biết xem. Cái chiều từ cái thân nó lên luôn là nhiêu em? Từ cái thân lên là cỡ 1,5 m. Dạ. Cái tàn ngang cũng cỡ 1,5 m luôn. Đó. Tàn ngang cỡ đó luôn quý cô chú ơi. Đang nó hơn nữa. Có hơn 1,5 m luôn. Dạ. Đây. Từ bên đây qua bên kia. Đó. Đó. Cỡ 1,5 m. Tính 1,5 m. Dạ. Thì cây cũng đang ra được non nhiều chứ. Cái này mới rộ bông xong luôn. Thì chơi bông cái đợt Tết. Cây thì cây già. Cô chú chị nhìn là cái cây lên da móc meo trắng trắng này là nó già hết trơn. Hơi nắng cho nên thông cảm giùm con. Nè nó già nó nu luôn. Đó, cây này cũng vậy luôn. Nu cục cục. Ở đây này đặc biệt có cây tử con không bỏ. Tử này bẻ ra chơi cũng đẹp. Đế này con thấy anh Khánh cũng chưa khai thác đế ra. Rồi. Dạ. Hai thân nó dính nhau. Dính ở dưới cái gốc của chú chứ cái thân nó không dính nha. Cái Quỳnh thân ở vị trí này được là 17. Ờ 17. Dạ. Nó hơi hở hở xíu tính giùm cô chú là 16. Dạ. Rồi. Thân thì nó già nó nu. Quỳnh thân đây là 15. Dạ. Yeah. Đế thì con chưa có môi thì cây tàn. Này dạng cây tàn mà tàn lớn chứ. Nè, cái chỗ thoát thân này cũng lấy xa xa nè. Nó tầm ở 47. Rồi, thoát thân 47. Đụng tới chân cành, còn cái thằng này nó là 32. Dạ. Yeah. Hai thân nó nằm như là song siêu đó, bye bye vậy nè. Thì cây cũng đã qua chỉnh sửa, cây thập ẩm mình chơi. Dạ. Nè, đây những cái nước dây mình đã đi lần trước. Này mình để trong cái hồ cá hay là cái gì tiểu cảnh cũng được luôn. Tiểu cảnh lớn ha. Thì cái này. Rồi cái chậu này là chậu rồng luôn. Dạ. Chậu rồng. Chậu rồng này chậu rồng lọt lòng khoảng 58. Nó có đường răng. Chứ chậu này không lành ha. Không lành. Lọt lòng ở đúng chuẩn là 58 luôn quý cô chú ơi. Rồi. Dạ. 58. Chậu nó hơi kịch cộm. Nổi cái chậu không cũng 30 mấy ký rồi. Rồi. Cái cây này thì con giao lưu giá là 4 triệu ha. Dạ. Yeah. Bao ship 200 km luôn cô chú ơi. Cái này ship xa không được. Cái này ship xa thì không đủ tiền. Rồi. À, cái một trang số 10. Dạ. Yeah. Giá là 4 triệu. Ship 200 km. Cảm ơn cô chú anh chị xem clip, nếu có thích thì ủng hộ cho con. Dạ. Yeah. Rồi, cái đây cũng là cây cuối cùng rồi cô chú ơi. Con cũng xin đại diện anh Khánh cũng cảm ơn quý cô chú. Và kính chúc quý sức khỏe quý cô chú anh chị đã đồng hành cùng như con với kênh Anh Khánh vừa qua. Thì con xin cảm ơn quý cô chú. Rồi, dạ. Cảm ơn Sen đã hỗ trợ. Xin chào quý cô chú anh chị. Hẹn gặp lại trong những...